Ngày 15 tháng 11, Trung tá Đinh Thiên Hoàng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, xác nhận thông tin một người phụ nữ bị thương do bị cảnh sát giao thông bắn vì vi phạm giao thông. Trước đó trong ngày 15 tháng 11, một clip dài gần 3 phút được phát tán trên mạng xã hội Facebook cảnh cảnh sát giao thông truy đuổi sau đó nổ súng bắn khiến một người phụ nữ bị thương. Trong clip xuất hiện hai xe mô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông, một số chiến sĩ cảnh sát giao thông và công an. Nhiều người có mặt tại hiện trường bức xúc vì cảnh sát giao thông nổ súng bắn người vi phạm. Một số người gọi điện để xe taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không được. Nạn nhân bị thương ở vùng bụng, la hét đau đớn. Một chiến sĩ cảnh sát giao thông sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tổ tuần tra của cảnh sát giao thông có nổ súng bắn người vi phạm giao thông. Thông tin chi tiết thì công an thành phố Tuy Hòa sẽ cung cấp, Trung tá Hoàng thông tin. Công an thành phố Tuy Hòa cho biết sự việc xảy ra tại phường 6, thành phố Tuy Hòa. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Kim Hoa, SN2000, chú thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Nạn nhân vẫn đang được chăm sóc tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Theo thông tin từ Công an thành phố Tuy Hòa, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc là khi tổ tuần tra cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phát hiện chiếc xe máy một nam một nữ chở theo một túi hàng có nghi vấn không minh bạch. Tổ tuần tra yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng người điều khiển xe máy không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Một cảnh sát giao thông đã rút súng bắn đạn cao su trúng vào phần hông cô gái dẫn đến bị thương. Vụ việc hiện vẫn đang được làm rõ.